Chào cả nhà. Hôm nay thì Nhân lại tiếp tục chia sẻ cho cả nhà mình một cái lý do là tại sao nhà đất lại tăng giá, hoặc là mình có thể gọi chung là tại sao bất động sản lại lên giá. Thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều yếu tố, và Nhân sẽ chia sẻ cho cả nhà mình là những yếu tố là: đầu tiên là cái sự thay đổi của hạ tầng. Và nếu như một cái khu vực nào đó, một cái vị trí nào đó mà mình mua, lúc đó là cái hạ tầng nó chưa có, chẳng hạn như là chưa có đường xá, chưa có điện nước, thì chỉ cần khi mình mua xong mà cái hạ tầng nó có, tức là đường xá, điện nước nó hoàn thành, thì lúc đó là một trong những yếu tố tăng giá. Và cái thứ hai là cái pháp lý. Pháp lý ở đây là cái sổ hồng nha cả nhà. Nếu như mình mua một cái khu dân cư, thì bây giờ đa số chứ không phải là một số nữa, là mình mua của những cái khu dân cư mà cái pháp lý nó chưa có, mình chỉ mua trên cái hợp đồng mua bán thôi. Mà trong cái thời gian mình mua xong rồi thì cái pháp lý nó hoàn thành, lúc đó mình có sổ hồng giao tên mình rồi đó, thì lúc đó chắc chắn 100% là cái vị trí lô đất của mình mua nó sẽ lên giá. Và cái thứ ba là cái tiện ích phát triển. Thì tiện ích nó cũng bao gồm rất là nhiều, ví dụ như là chợ, trường học hoặc là bệnh viện, là những cái tiện ích xung quanh của mình mà nó chỉ cần nó mọc lên một trong ba cái tiện ích mà Nhân nói thôi, thì lúc đó cái giá cũng sẽ tăng rất là nhiều so với lúc đầu mình mua. Và cái thứ tư là cái khu vực phát triển. Khu vực ở đây là mình bao gồm cho tất cả một cái khu vực của mình mua trong cái vị trí đất ở trong đó. Chẳng hạn như là Nhân nói là mình mua là nó đang là một cái xã, thì nó sẽ lên là thị trấn, thì lúc đó là cái giá đất mình sẽ khác. Hoặc là mình mua đất thị trấn mà nó lên thị xã, thì lúc đó là cái giá đất mình lại tiếp tục thay đổi. Thì chỉ cần cái khu vực đó mà nó phát triển lên thôi, thì cái giá đất mình nó cũng sẽ đi theo. Và cái tiếp tục là cái khu dân cư, là có nhiều người dân ở. Khi mà người dân ở đông đúc rồi, thì lúc đó là cái vị trí nhà của mình hoặc là đất của mình nó sẽ hiếm lại, tức là ở đây là sẽ ít người bán, ít người rao bán, nhưng mà cái người mua thì lại nhiều, thì lúc đó là cái đất mình sẽ tiếp tục lên giá. Và một cái yếu tố nữa, và cái yếu tố này rất là quan trọng, và quan trọng nhất là để cuốn cho cả nhà mình đi mua đất nhưng mà mình không nhận ra, tức là nó sẽ là có nhiều người PA. Nhiều người PA, hay là mình nói thẳng ở đây là có nhiều kênh PA. Nhiều kênh ở đây có thể là báo chí, hoặc là truyền thông, hoặc là từ những người bạn bè, những người thân của mình giới thiệu cho mình để mình biết về cái khu đó, thì chắc chắn cái khu đó nó sẽ phát triển rất là nhanh. Và cái thứ hai là cái giá ở đó cũng sẽ rất là nhanh. Thì khi Nhân nói về cái yếu tố này sẽ lọc lại yếu tố trước, tức là cái khu đó nó có nhiều người về ở, hoặc là người ta đã mua hết rồi, thì lúc đó là cái đất mình nó sẽ hiếm và nó sẽ lên giá. Thì Nhân chia sẻ cho cả nhà mình những cái lý do mà tại sao đất lên giá, để mình biết được khi mình đi xem một cái dự án, hoặc là mình đi xem nhà đất ở một cái vị trí nào đó, thì mình sẽ căn cứ vào những cái điều mà Nhân nói lúc nãy, là nó có một trong những yếu tố nào mà Nhân đã nói, để mình có thể là đánh giá được là cái bất động sản, cái vị trí mà mình mua nó có lên giá được hay không. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Cả nhà mình hãy bấm cho Nhân một nút đăng ký kênh để có thể xem tiếp tục video sau. Và nếu như cảm thấy video này hay thì mình có thể chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại.